Xin chào các tình yêu của CC. Theo lời yêu cầu của các chị em, CC ơi review áo để mặc với váy. Có một chị này, chị nhờ CC review thật là nhiều áo. Thì chị nói là chị không biết là chị mặc được size medium hay là small. Chị có emergency, chị phải đưa mẹ của chị đi về Việt Nam và lo cho bà ở bên đó. Tại vì ở bên đây đó không tìm được người Việt Nam mà săn sóc cho bà. Vì bà to lắm mà bây giờ bà chỉ nằm thôi. Nhưng mà bây giờ đưa bà về Việt Nam được. Tại Việt Nam có nhà, có con cháu rất là nhiều. Thì chị nói phải trả tiền cho tới bốn người. Một người nấu ăn cho những người kia ăn, bốn người chăm sóc bà luôn, mà một tháng tốn có 2.000 đô thôi. Cho một cái nhà lớn để ở luôn. Rồi người nhà chị thì đông người lắm thì thay phiên nhau về. Nhưng mà bên này ai cũng đi làm. Chị nói rằng là ai cũng có tiệm. Bà thật là có phước. Mặc dù là bà bệnh bà nằm đó nhưng các con của bà ai cũng thành công, tức là big family đó các bạn. Người nào cũng sanh được ba con, bốn con, bây giờ có cháu ngoại, cháu nội. Thì chị nói là chị rất là happy với gia đình chị. Nhưng mà thương bà quá, nhưng mà bên này không ai có thể lo được cho bà, cho nên bây giờ phải đưa bà về Việt Nam. Thì chị mua đồ của CC nhiều lần rồi. Thì chị nói CC đi gấp quá, không đi shopping, không mua gì được. Chị chỉ cần CC kiếm cho chị mấy cái quần xà lỏn, rồi mấy cái quần thun bó, rồi những cái áo thun lạnh hay cái gì đó, CC cứ nhắm giùm chị, giúp giùm chị. MNC chị đi gấp lắm. Thì bây giờ em không biết làm sao mà lựa được cho chị. Thì chị nói rằng là CC cứ lựa đi, small, medium, large chị cũng được, chứ cho chị vài chục cái luôn. Không được về chị cho ở Việt Nam, còn cái nào chị mặc được thì chị mặc. Thì chị nói là cái giá tiền như vậy thôi ha, nếu mà hàng hiệu thì đắt một chút để chị về chị còn đi thăm người này người kia hay bà con dòng họ tới mình cũng có mấy cái áo hiệu hiệu mình mặc, còn bình thường thì chị mua đồ Việt Nam chị mặc cũng được. Thì bây giờ như vậy chị, em soạn ra đây là khoảng tới có thể là 50 cái hoặc là hơn 50 cái áo thương hiệu nổi tiếng, đa số là hiệu Michael Kors, Calvin Klein, DKNY, rồi hiệu Guess, hiệu Anne Klein và nhiều hiệu lắm. Em làm video này chung thì cái nào mà chị chọn được chị cứ gửi hình qua đi. Rồi ngày mai em ngủ dậy là khoảng 3-4 giờ chiều em soạn cho chị. Còn quý khán thính giả của CC thì các bạn chọn được cái nào thì các bạn chọn. Đây là những cái áo mà từ hồi chiều tới giờ luôn đó CC tuyển. Thứ nhất là mình vải để phù hợp với lại cái khí hậu mà nóng nắng của nước Mỹ của chúng ta hiện tại bây giờ. Và kế tới đó là khí hậu bên Việt Nam, thì Việt Nam thì dành cho các bạn Việt Nam và chị ha. Giờ chị nói chị không biết sai gì sao em biết được, cho nên là thôi em cứ làm chung như vậy thì chị và quý khán thính giả đều lựa chung. Thì đây là những cái áo mà xuất sắc, mà em mua những cái áo này là để mặc với lại váy với lại quần đó. Nhưng mà bây giờ mà chờ em phối như vậy nữa thì chị không có kịp đâu, cho nên thôi em đành lấy ra hết luôn. Thì bạn nào mua được cái nào thì mua đi, rồi cái nào ế lại thì em sẽ tìm váy em phối. Là trên cả tuyệt vời, mà nếu không on sale rất đắt tiền, nhưng mà vì on sale cho nên rất là rẻ tiền, bỏ nhiêu đó tiền ra không may được cái áo như vậy. Và chắc bữa ăn sáng của các bạn hoặc là hơn bữa ăn sáng, trên cả tuyệt vời thì đây nè, đó cho cả nhà xem nè. Đó em soạn ra nguyên một cái như vậy luôn, và em phải để rất là rõ ràng. Cái móc trắng là small, cái móc đen này là size medium, toàn bộ cái này là size large. Size large là của nhiều chị ở bên đây lắm đó, nhưng mà video này CC làm chung luôn ha. Thì ai lựa được cái nào thì cứ lựa. Đó chị nói chị không biết size gì mà em hỏi chị to không thì chị cũng nói là chị hơi to to, chị bị cái bụng cho nên thôi em lôi hết đống size lót của các chị kia ra em review luôn á, thì ai mua được cái nào thì mua. Rồi bây giờ các tình yêu của CC chú ý giùm CC một chút nha. Cái móc màu trắng này là size small đó, tại nhiều lắm chưa chắc gì CC đã edit video nổi cho tối hôm nay ha. CC chỉ nói với các bạn là cái mình vải nó như thế nào và CC ướm vào người CC cho các bạn xem ha. Thì đây đây là một cái mình vải thun, đây là dạng lẫn,
qua lỗ rúng cc 5 phút. Đây là thun cô tông rất mịn. Cái kiểu này cầm như vậy thôi chứ mặc vào váy là đẹp tuyệt vời luôn đó. Thì cc nói đây là những cái áo mà cc tuyển cho những cái váy và quần đó. Nhưng mà thôi, bây giờ lấy ra để review luôn nè. Thì đây là cái áo đối với cc là tuyệt vời, áo này tại vì rất là dễ mặc. Các bạn cao hơn CC một chút thì các bạn mặc sẽ đẹp hơn, CC mặc nó hơi bị dài nè. Đó. Mình vải tuyệt vời ha. Thì đây là cái đầu tiên đi. Và đây. Đây là cái áo mình vải thun rất là mát. Hiệu Calvin Klein ha. Mình vải thun này không nhăn, cái cổ này rất là đẹp nè. Có cái bèo ở phần cổ. Mặc với quần tây, quần jean, quần bó đều đẹp hết. Áo bỏ trong quần cũng đẹp, bỏ trong váy cũng đẹp. Đây là mình vải rất là mát ha. Thun này không nhăn đâu các bạn. Đa số là hiệu nổi tiếng. Đây là hiệu Michael Kors. Đây là mình vải, vải xoa. Cái tay dài có cái nơ buộc. Cổ này chẻ xuống tim nhỏ như vậy nè. Dạng áo này rộng. Ở đằng sau cắt ngang đô có xếp một cái ly. Những dạng áo này đó thì chúng ta mặc vào người chúng ta mới thấy nó đẹp, còn CC cầm lên như vậy thì nó sẽ không đẹp đâu. Nhưng mà giờ mà bác CC mặc hết 50 cái này chắc CC xỉu cái đùng cái luôn. Thì đây rất là dễ thương những áo này nè. Đó, đây là những áo CC tuyển không đó các bạn, đẹp lắm. Trời ơi, cái này là cái mình vải gì mà nó lạnh ngắt à, mà không phải thun các bạn ơi. Cái này mình vải xoa gì đó mà lạnh ngắt luôn. Cũng không nhăn luôn. Cổ này có xếp ly. Có cái nút, nhưng nút này là nút nút kiểu thôi. Hiệu Calvin Klein ha. Đây. Áo này dài qua mông CC đó. Cái mình vải này mê quá. Ở đằng sau cắt ngang, xếp ly. Mặc với quần jean, quần tây, ngắn, dài, váy đều đẹp cả. Đây là hiệu Michael Kors. Đây là mình vải thun lạnh. Đúng là lạnh ngắt luôn á. Cái này mặc với váy đen hay là quần tây đen đẹp lắm nha các bạn. Cái áo này nè. CC có cái X-more đó, để bữa nào CC mặc cho coi. Mặc với quần tây đen, váy đen, hoặc là quần trắng, quần kem đều đẹp cả. Ngay cái phần eo có cái miếng này đắp qua, nó nhúng nhúng che được cái phần bụng khi chúng ta đi ăn. Và đây, đây là mình vải muslin. Muslin cá. Cái tay có thun. Và đây là họ làm như là sợi dây chuyền đó các bạn. Thay vì các bạn đeo dây chuyền thì cái này họ tặng cho chúng ta luôn rồi. Cái này giống như bằng bạc vậy đó các bạn, nhẹ lắm. Khỏi phải đeo dây chuyền. Ở đằng sau hở như vậy, cài nút ha. Đây là dạng rộng rộng, dễ mặc lắm. Ở bên hông có xẻ lên khoảng 5-7 phân gì đó. Đây là màu đỏ bật đô đó. Đỏ bật đô rất đẹp. CC thích những cái mà nó có sẵn cái dây chuyền như vậy. Sợi dây chuyền này đẹp quá. Rất là ánh luôn, đẹp lắm. Bling bling. Đây là hiệu Michael Kors. Các bạn biết gần 70 đô một cái áo như vậy. Mà CC mua 50% off. Mấy cái này áo bỏ trong váy đẹp lắm các bạn. Hoặc là quần tây đó. Thật là đẹp cái màu này. Đây là mình vải thun cô tông. Hút mồ hôi ha. Cái tay có cái phần lê loe ở dưới. Rất là đẹp ha. Chút xíu điểm nhấn vậy thôi đó các bạn là đủ đẹp rồi đó. Cái này là mình vải thun cô tông, hút mồ hôi. 50% off, hiệu Michael Kors. Nè, rất là đẹp luôn. Cái này hình như hôm bữa có bán vài cái rồi. Cái này tay săn lên, có nút. CC thích những cái loại tay săn lên có nút như vậy. Nhìn rất là bụi, mặc vào người chúng ta. Tuyệt vời đó các bạn. Cái này với cái đó giống nhau. Giống nhau, hai cái giống nhau.
Nè, cứng không? Đây là mình vải thun cô tông ha, nhưng mà mát lắm. Cái này các bạn buộc cái nơ tay dài xăng lên, kéo lên. Đó, những kiểu như vậy mặc đẹp lắm các bạn. Màu trong phone sáng quá, màu ở ngoài nó sậm xuống một chút. Chị thích những cái mình vải này. Vải cô tông nhẹ mát, mỏng hút mồ hôi. Và đây, cái áo này thì thích ở cái gì các bạn biết không? Các bạn mặc á, cái phần này nè, nó xếp 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 lại. Chúng ta ngồi ăn uống gì đó, nó che hết cái phần bụng rồi. Đây là mình vải giống như là vải thun lạnh vậy đó, nhưng mà nó không lạnh, nó mát mát. Cái mình thun này thích lắm, sờ tay vào thích. Nhưng mà không phải là thun cô tông, hiệu này nổi tiếng lắm ha. Màu đẹp lắm, màu trong phone sáng quá ha. Và đây, đây là những kiểu áo thun các chị em hỏi nhiều, nhưng mà ở đây CC soạn được có mấy cái à. Đây là hiệu polo ha, màu đỏ bật đô, rất là đẹp cái logo ha. Chỉ là áo thun bình thường thôi, dài tay, mặc quần jean, quần tây. Trời ơi, cái này dài lắm nha các bạn, dài qua mông CC luôn đó, dài lắm luôn ha, dài tới đây CC luôn nè, mông đây nè, mở này đây đó. Này hơi dài. Mấy cái này rẻ tiền lắm các bạn ơi, những cái áo này nè. Và đây nè, đây là dạng crop top, rất là dễ thương, mặc quần jean, quần tây, quần thụng, váy đầm trên cả tuyệt vời. Ông bạn Mỹ CC đó, ông chỉ mua cho CC cái hiệu này duy nhất thôi, một hiệu, một là hiệu này thôi. Rất là đẹp cái áo này, crop top ha. Tất cả cái móc màu trắng là size small ha, không tới một tô phở của các bạn nữa đó, không tới một bữa ăn sáng của các bạn nữa đó. Nè, cưng không? Tommy, cái này người ta cột nha, không phải CC cột đâu, cái kiểu như vậy đó. Mình vải thun cô tông, thiệt là thích những cái áo như vậy, mặc quần short jean xanh trắng đen, quần dài tuyệt đẹp luôn. Áo này chỉ có mặc quần jean thôi à, quần kaki, quần thụng, ba loại quần nữa thôi, quần tây cũng đẹp. Và đây, đây là cái áo hiệu Michael Kors. Đây là cái loại CC mặc nhiều nhất, và cái hiệu này CC cũng mặc nhiều nhất. Đây là cái dạng mà nó dài đó, dài đầu gối đây thì nó lên tới đùi nè. Đó, thụng thụng. Các bạn mặc ở bên trong một cái quần đen bó, khi các bạn đi người ta không có thấy cái quần đó, là kiểu áo như vậy nè, hiệu Michael Kors ha. Chị em nào thích mặc những cái kiểu như vậy thì nên mua những cái áo này. CC nhiều lắm, CC mặc ai cũng khen đó. Hiệu nào CC cũng mặc hết, Adidas, Puma, Under Armour, Michael Kors, CK, DK, qua hiệu nào CC cũng mặc kiểu như vậy. Với cái quần vậy thôi à, đeo cái túi đeo chéo đi cùng trời cuối đất các bạn ơi, đẹp lắm. Và đây nè, cái màu cam ở trong phone sáng quá, màu cam ở ngoài nó chìm xuống đẹp lắm. Đây là chữ nổi, người ta thêu chữ nổi ha. Mình vải thun cô tông, hút mồ hôi, tay lỡ lỡ. Đây là dạng áo ôm qua mông, màu đẹp lắm đó các bạn. Coi như là hết size small rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua size medium. Đây, đây là mình vải xoa cá, hiệu Calvin Klein. Áo này các chị em mặc được với quần tây, quần jean, váy đầm, áo bỏ trong hoặc ở ngoài ha. Cái tay bèo bèo nè, cái cổ như vầy nè, ở đằng sau xếp mấy cái ly ngay ở cổ luôn. Kiểu này khỏi nói rồi, dễ mặc, ai cũng mặc được cả, size medium. Những kiểu áo này nhiều người mặc lắm, CC ít mặc nhưng mà nhiều người mặc. Và đây, đây là mình vải muslin, họ may hai lớp ha, hiệu Tommy Hilfiger. Mình vải muslin mịn mát, mát lạnh luôn. Ở dưới có cái bo cho nên các chị em mặc kéo nó thụng thụng lên như vậy nè, chị em nào cũng thích đó, đúng không? Ai cũng thích áo có cái bo kéo thụng thụng lên, khỏi phải áo bỏ trong quần.
cái tay cũng có cái bo nè, thích lắm các bạn. Đó các bạn nên mua cái áo này nè, áo này là nên mua luôn đó, mặc quần jean, quần tây, quần thụng, cái gì cũng đẹp cái áo này, với thương hiệu Tommy Hilfiger này. Thật sang và thật đẹp, và cái kiểu này mà dễ thương lắm, trẻ trung lắm. Và đây, áo này thì các bạn có thể mặc đi ăn tiệc, đi vào ánh đèn á. Tại vì cái áo này, cái mình vải của nó có dệt sẵn một cái độ ánh ánh, nó giống như là nhũ vậy đó các bạn. Rồi nó xếp ly như vậy nữa, ở dưới bèo bèo, thật là đẹp cái áo này các bạn. Ồ, cái này có bo các bạn ơi, thiệt là thích luôn. Cái thùng ở dưới nó có bo nè, các bạn mặc kéo phùng phùng lên. Mặc với váy đen, váy jean, quần tây, đen, kem, cà phê sữa nâu đều đẹp cả. Áo này tuyệt đẹp luôn, nhưng mà áo này mặc đi ăn tiệc thôi, chứ không có đi uống cà phê, không đi shopping, không đi chợ được đâu. Tại vì cái mình vải mịn, mát, không có nhột, không có ngứa, không có gì nha các bạn. Tại cái mình vải nó ánh ánh thôi, chứ nó không phải là kim tuyến gì hết đó nha, không phải đâu. Áo này mặc bảo đảm đẹp, đẹp nhờ cái bo dưới đó kéo phùng phùng lên đó. Thật đẹp áo này đó. Và đây, đây là mình vải thun lạnh nè, đúng là lạnh ngắt luôn, không nhăn ha. Áo này thì chắc ai cũng có hết rồi. Cổ đổ, mặc quần tây đen, áo bỏ trong quần, đẹp không thể tưởng luôn. CC không mặc được quần tây, không phải là không mặc được, nhưng mà CC mặc không đẹp bằng mặc váy. Nhưng mà CC mặc cái dạng áo như vậy, bỏ vào cái quần tây đen, trời ơi đẹp tuyệt vời. Vào Facebook CC kiếm hình để cũ cũng lâu rồi, đẹp vô cùng đẹp, nhìn cái dáng rất là hay. Nó đẹp là nhờ cái cổ đổ đẹp các bạn. Mỗi bạn nên mua vài cái áo như vậy đó. Cái này là qua mông, vừa ngay dưới cái mông luôn. CC cao 5 feet anh nha các bạn. Và đây là mình vải Katesho. Cái mình vải này thì khỏi phải nói rồi, tuyệt vời rồi. Ở đằng sau có chút ren nè. Nhiều đầy đủ đẹp rồi các bạn. Những cái điểm nhấn nó nhỏ nhỏ, nó đơn giản vậy mà đẹp. Mình vải này mê lắm. Katesho thiệt là mỏng, thật là đẹp luôn. Màu này trong phone hơi sáng. Này mặc quần jean ha, tuyệt vời luôn. Jean xanh, jean trắng, cột cột cái nơ dễ thương ha. Này không có size CC, chỉ có CC mặc à, đẹp á. Và đây, đây là cái mình vải siêu đó, giống như lụa vậy đó các bạn. Sờ tay vào này các bạn mua liền à. Các bạn cầm lên như vậy thì nó không đẹp đâu, nhưng mà mặc vào người các bạn nó nhìn trời ơi so cute. Cái này có cái nút gài lại đó, cổ tròn có nút gài, nhưng mà CC mặc là chắc chắn không gài rồi đó nè. Rộng, các bạn có bụng cũng không sợ nữa. Cái này nó che nè, trời ơi mình vải này mê lắm các bạn. Cái hiệu này nè đắt tiền lắm, ai cũng thích, ai cũng biết. Tuyệt vời các bạn, áo này đẹp quá, cái màu này đẹp. Và đây các bạn nhớ nha, cái móc màu đen, móc nhựa màu đen này nè là size medium. Đây là cái áo mà bán rất nhiều rồi. CC có mặc cái áo này nè, cái phần tay này nè nó hở chỗ này một chút, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà ở cái phần này nó che rồi. Đây là mình vải thun cotton hiệu Tommy Hilfiger, rẻ lắm các bạn ơi, sale rồi, cái giá nguyên thủy nó cũng đã rẻ rồi, thêm được 30% off nữa. Những cái áo thun cotton như vậy nè chỉ có 30% off thôi, những cái áo kiểu kia đa số là 50% off, cho nên còn rẻ lắm các bạn nè. Suy cưng cái áo này vô cùng mà không có sai. Đây là mình vải xô, đúng chất vải xô nha các bạn, với một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Đây là dạng lẫn, nhưng mà vì CC thấp người cho nên là từ lỗ rúng CC nè xuống dưới đây gần cả tấc á,
nhưng mà không đâu ha, các bạn cao mặt sẽ ngắn lên khoảng 5 phân mới đẹp ha, vừa che được cái lưng quần lưng váy thôi. Đây là cái áo CC mê nhất luôn đó. Đây là mình vải xô đó các bạn, cái này bắt buộc các bạn phải giặt rồi mới mặc được ha. Bây giờ nó có hồ cho nên sờ tay vào nó cũng hơi giống như là cứng cứng đó. Và đây, đây là hiệu Calvin Klein. Sorry mấy con chó CC đang giỡn nha, cho nên các bạn sẽ nghe tiếng nha. Vải thun cô tông nhưng mà mát lạnh nè, có túi nè, kiểu đơn sơ lắm mà rất là đẹp, rẻ nữa. Cái này màu xanh đen nha. Những cái áo này các bạn mua mặc mỗi ngày đó, quần tây quần jean gì cũng đẹp hết. Áo này thì các bạn có thể mặc đi nhà thờ, đi ăn tiệc, đi chơi với bạn bè vì nó có một chút design như vậy nè, đẹp lắm. Đằng trước và đằng sau đều như vậy luôn ha, hiệu Nike West. Mình vải thun đó, không nhăn ha, mát lắm, rất là mát luôn. Mặc áo này bỏ trong quần tây đen các bạn đẹp lắm luôn đó, hoặc là váy ha. Và đây là cái áo CC thiệt tinh nè, mê lắm luôn đó, nhưng mà không có size của CC, nhưng mà không có size của CC. Đây là cái áo phần ở dưới có bo, các bạn kéo lên nó phùng phùng lên như vậy nè. Cái áo này cái cổ nó giống giống như áo CC đang mặc đó, nhưng mà CC là đầm. Cái này là áo ha, cái phần bo dưới đây các bạn kéo lên nó phùng phùng lên ngay phần eo, nó che hết cái phần bụng cho các bạn lại. Các chị em nào bụng to đó thì đây đây nên mua cái áo này, rất là đẹp luôn. Cái này là size medium mà CC thấy lớn lắm á. Đây nha, đây là mình vải thun, thun này cũng rất là mát ha, tuyệt đẹp cái áo này. Để coi hiệu gì đây. Ồ, hiệu này nổi tiếng lắm các bạn. Hiệu này có nhiều hiệu á, CC không có biết đọc nhưng mà CC biết cái hiệu đó rất nổi tiếng là tại vì gia đình CC có người dùng đó nè. Thiệt là cưng luôn, CC thích những cái dạng vậy, thích lắm. Mặc đầm cũng như vậy, áo cũng như vậy. Cái này để các bạn mặc quần tây, mặc quần thụng mà nó ngắn, mặc với váy ngắn, trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà các chị em lớn tuổi một chút thì mặc cái quần tây đen á, hoặc là váy các bạn, váy ôm hoặc là váy xòe đều đẹp hết. Đây là thương hiệu Anne Klein ha, sư tử đó. Cái áo này có mấy chục à, đã vậy còn được tới 50% off nữa. Thích lắm, mình vải thun rất là mát, không nhăn luôn. Đây là mình vải phi, cái này là đúng vải phi luôn đó. Cái mình vải hơi dày một chút ha. Thật là đẹp. Cổ này, cái phần hở này nó không sâu đâu nha các bạn. CC mặc rồi, CC có mấy cái luôn. Đẹp lắm. Màu cho phone sáng quá ha, màu ở ngoài là sậm xuống, hồng đậm, thiệt là đậm luôn á. Đậm này các bạn mặc quần tây, mặc quần suông á, vải xô hoặc là vải thun, váy, quần jean đẹp lắm. Những cái kiểu này nhìn như vậy thôi mà mặc vào đẹp lắm các bạn. Và đây, đây là hiệu Calvin Klein. Mình vải thun, thun lạnh, mát lạnh luôn. Cũng là size medium ha. Cái cổ họ may muslin, có dây buộc. Những kiểu này thì rất sang rồi. Những kiểu này có áo đầm và có luôn áo ngắn nè, đẹp lắm. Cái này hình như màu xanh đen đó các bạn ơi, đèn nhà CC không có nhìn ra được nhưng mà CC nghĩ là này màu xanh đen. Thôi bạn nào muốn mua thì ngày mai CC cho biết là màu gì ha, chính xác. Chắc CC nghĩ xanh đen. Đúng rồi, xanh đen các bạn. Áo này là tuyệt vời nè. Áo này đen,
nên mua đó. Hết size medium rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua size lót. Size lót rất là nhiều ha. Là tại vì CC mua size lót để phối với váy cho các chị đó. Sẵn đây CC làm video luôn. Thì chị gì đó em không muốn nói tên chị ha. Chị lựa được cái nào thì chị lựa. Còn các chị em size lót thì đây nè.